ta không có tiền quảng cáo cho kênh YouTube của mình, hoặc chúng ta đã chi rất nhiều tiền để quảng cáo, tuy nhiên hiệu quả không như mong muốn, số sub vẫn dậm chân tại chỗ, không tăng lên. Tuy nhiên có một cửa để quảng cáo mà chúng ta ít khi nghĩ tới, nó vừa miễn phí mà nó lại hiệu quả rất cao. Chúng ta hãy cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với kênh Lovely Sài Gòn để tìm hiểu rõ hơn đó là cửa nào. Đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây là nơi chút bầu tâm sự của tất cả YouTubers Việt Nam, đồng thời cũng là nơi Henry Fan cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Dạ, rồi. Dạ em. Click vào video anh xem. Cái nào cũng được anh. Ừ, cái nào cũng được hết. Cái đó đi, cái mình đang nói luôn đi. Cứ để nguyên thế. Dạ. Hello, giới thiệu đúng không? Dạ, nói sơ sơ chút xíu với cái đoạn mình đang đứng á. Rồi, đến cái đoạn nào thì em bắt đầu kêu gọi người ta đăng ký vào kênh cho mình. À, thường thì cái từ em làm mấy cái này thì hầu như em quên, em không có nói cái đó. Em không có nói đăng ký. Không có nói thì mình có thể làm bằng cách cho chữ chạy lên nhắc người ta được mà. Dạ. Đúng rồi, cái này thì em hôm giờ em không có làm. Ngày trước có làm chút xíu mà sau em bỏ luôn. Phải nhắc, khán giả là phải nhắc, em hiểu không? Nhưng mà thường thì mình làm cái khúc nào là ổn anh? Ví dụ như mình muốn nói thì mình nói khúc nào? Em sang tab laugh gì đi, Nicolas Cage kia, mở cái tab này ra. Rồi, em vào cái kênh, em vào search tìm kiếm kênh Yamaha Trung Tá. À, em biết cái anh đó rồi. Em cũng hay coi anh đó. Hay coi mà không học gì cả. Hồi đó hồi đó coi là tại thích coi cái ảnh xe cọ này lung tung. Từ bây giờ trở đi em xem YouTube là đừng có xem theo kiểu giải trí nữa, mà xem vừa tại vì những cái mà em xem thấy ở trên YouTube là những cái đã được đề xuất rồi, em hiểu không? Dạ. Yeah. Cái mà em đã xem và đã thích là đều là những cái mà người ta đã thành công, đã được đề xuất, mình nghĩ xem người ta làm khác mình như nào. Học được đến đâu thì học. Dạ. Đúng không? Rồi bây giờ xem một clip 12 phút này đi. Đấy, click vào. Nhìn thấy cái chữ của người ta có khác của em không? Dạ. Liên tục là những màn bắt đầu của Yamaha Center Monster Energy. Để nguyên thế. Thấy chưa? Tua lại một tí đi, thấy nhắc đăng ký chưa? Tua lại đi. Đây là lần đầu tiên tất cả quý vị. Thấy chưa? Nha. Yeah. Yeah. 10 giây, 11 giây, 12 giây bắt đầu chạy đoạn intro quảng cáo cho kênh này để cho người ta nhớ cái thương hiệu của kênh mình đúng không? Giữa muôn vàn kênh khác biết là cái kênh mình chuyên về chủ đề Sài Gòn, chạy thêm một đoạn intro ở giới thiệu là cái quán này là chuyên bán về món bún bò chẳng hạn. Người ta biết là món này bán bún bò, mà những người, tất cả những người mà đam mê bún bò thì chỉ cần ăn là người ta sẽ đăng ký để ăn lâu dài đúng không? Dạ. Yeah. Phải giới thiệu chứ, phải giới thiệu, phải nhắc tôi làm về cái gì, các bạn hãy đăng ký kênh để ấy chứ. Mà theo anh thì mình nói thì nó hay hơn là mình viết không? Hay là mình viết? Tại sao em lại phải so sánh làm gì? Tại sao em không thử? Hoặc là tại sao em không làm theo kiểu là làm cả hai? Vừa chữ vừa chạy lên xong rồi miệng nói luôn. Dạ. Yeah. Tất cả các giác quan tiếp nhận đập vào đầu người ta. Đúng không? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Em làm YouTube là mục đích là em kiếm tiền gì? Tiền gì của mang về cho từ YouTube cho em? Quảng cáo anh. Tiền quảng cáo đúng không? Người ta, yeah, bao nhiêu nhãn hàng, người ta cần bán hàng, người ta cần phải quảng cáo bằng cách là cứ đập liên tiếp vào đầu, đập bằng cả âm thanh, cả hình ảnh đúng không? Bây giờ mình cần quảng cáo cho kênh mình, tại sao mình không làm như thế? Yeah. Tại sao em phải lựa chọn giữa âm thanh và hình ảnh? Tại sao không làm cả hai? Em có mất cái, yeah, gì đâu. Người ta cần đi quảng cáo trên kênh của em, người ta còn phải mất tiền, nhưng còn em quảng cáo trên kênh, mất tiền đâu mà không quảng cáo. Dạ. Đúng không? Dạ. Thấy chưa? Chỗ này mình lại xin chen ngang để giải thích cụ thể hơn, tại vì
Vấn đề này nghe qua tưởng như nó rất là đơn giản, nhưng mà thực ra nó khá là lắt léo và phức tạp. Nếu mà mình chậm lại một chút, mình tìm hiểu cụ thể từng vấn đề, hiểu rõ cái bản đồ của mình, thì cái game của mình chơi nó dễ hơn nhiều. Ông bà ta thường nói là thấy cây mà không thấy rừng thì rất khó, đúng không? Hoặc là như phương Tây thường nói là nếu mà bạn đã bắt nhầm chuyến tàu thì cái việc chạy ngược lại các toa hoàn toàn vô ích. Nếu mà bạn đã từng chạy quảng cáo, bạn sẽ biết là cái quảng cáo của mình muốn được hiệu quả thì mình phải cá nhân hóa nó. Tuy nhiên, cái việc cá nhân hóa quảng cáo, tức là mình định hướng theo độ tuổi, định hướng theo vị trí địa lý, định hướng theo sở thích vân vân ấy, để cho hiệu quả cao ấy, thì giá nó đắt hơn rất nhiều. Một view quảng cáo không định hướng bình thường, bạn chỉ hết 10 đồng chẳng hạn, chạy rất rẻ đấy, thì một quảng cáo cá nhân hóa nó có thể lên tới gấp 5, gấp 10 lần, 50 đồng, 100 đồng. Ở đây mình tạm gọi là gấp 5 lần, tức là một view bình thường của bạn trị giá bằng 5 lần so với một view quảng cáo. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu các bạn đăng nhập vào trong YouTube Studio, các bạn chuyển đến phần số liệu phân tích và doanh thu, các bạn sẽ thấy có phần gọi là số lần phát lại kiếm được tiền, tức là số lượt xem kiếm được tiền. Thông thường không phải tất cả các lượt xem đều kiếm được tiền, mà những cái số lượt xem kiếm được tiền này nó chỉ bằng 1/3 cho đến 1/5 so với tổng số lượt xem của bạn. Ở đây mình tạm lấy là coi như một view bình thường của bạn giá trị bằng gấp 3 lần so với một lượt view quảng cáo, nhân với cái 5 lần lúc nãy, là tức là lượt view bình thường của bạn giá trị gấp 15 lần so với một view quảng cáo. Như vậy nếu mà clip của bạn chỉ có 1.000 view thôi, nhưng mà nếu mà bạn quảng cáo một cách khéo léo thì giá trị của nó bằng 15.000 view đến từ quảng cáo. Vấn đề thứ hai nữa, ngoài cái chuyện mà quảng cáo để thumbs up ấy, trên video của mình bất cứ lúc nào có thể, nếu bạn có thể hướng người xem sang một clip khác, đấy cũng là một cơ hội bạn có thể quảng cáo. Bạn đang hướng dẫn nấu món bún bò nướng chẳng hạn, thì bạn hoàn toàn có thể nói với khán giả là cách đây mấy ngày mình có đăng một clip làm món bò xào cũng rất ngon, mời các bạn sang xem. Đấy cũng là một hình thức coi như là mình quảng cáo, mình kiếm được tiền. Kể cả khi kênh chưa được bật kiếm tiền, mình vẫn kiếm được tiền. Còn một trường hợp nữa là nếu mình mở một kênh YouTube thứ hai, mà theo ý kiến của mình ấy, tất cả các YouTuber đều nên có hai kênh YouTube trở lên. Lý do tại sao thì mình sẽ làm một clip riêng về vấn đề này. Tuy nhiên, nếu bạn có một kênh YouTube thứ hai thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng kênh cũ đã lớn hơn, đã có số lượng khán giả nhất định để quảng cáo cho cái kênh YouTube thứ hai của mình ở trên đó. Đó cũng là một hình thức để bạn gia tăng lưu lượng đến cho cái kênh YouTube thứ hai, và cũng là một cách mình kiếm tiền. Mặc dù mình không thấy trực tiếp đồng tiền, nhưng đó cũng chính là cái khoản doanh thu mà mình có được. Bây giờ mình quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng kênh Lovely Sài Gòn. Yeah. Thấy chưa? Mà em nhìn cái anh Tuấn Trung Tá này, thấy không? Cái đoạn nào cái clip rất dài, nhưng cái đoạn nào hấp dẫn nhất là đẩy đến trước, đến cùng, trước khi giới thiệu kênh, trước khi gọi đăng ký cho khán giả một miếng. Yeah. Cho nó xem nó sướng người đã, hiểu không? Ngay chỗ mà cắt cái đoạn này nè anh, thì em có thắc mắc á, là ví dụ như mình lấy một cái đoạn ở trong cái video đó mình bỏ lên đầu, thì khúc sau đó mình có cần phải xóa cái đoạn đó luôn không, hay là mình vẫn để thì nó vẫn không có bị vi phạm chính sách? Không sao cả, cắt một đoạn lên, đoạn ngắn thôi thì không sao, mấy giây là được đúng không? Không sao hết. Dạ. Ok chưa? Dạ. Quay lại kênh của em, quay lại video của em. Thấy chưa, người ta làm format rất giống nhau, em thấy không? Cho nên là trong cái clip của em, ví dụ như cả cái bài nói của em 14 phút có cái câu nào, bây giờ em không làm action giống như người ta, thì cái bài nói của em phải có chỗ nào đó hấp dẫn nhất, một câu nào đó mà em thấy cảm thấy mình nói hay, tâm đắc, em hiểu không? Một câu nào vui vui. Ví dụ như em quay trở lại tab khác đi, cái chỗ sở hữu thôn này đi, vào chỗ cái kênh của anh Tuấn Chúng Ta kia đi. Đây em vào cái ô tìm kiếm, em vào tìm Chris Devil Gamer đi. Em biết Chris Devil Gamer không? Dạ biết anh đó. Đi. Xem một clip nào đấy mới đi, một ngày trước đi, thách bạn không cười khi xem video này. Cái này cái bản chất nó cũng khá giống với video của em, là cũng nói từ đầu đến cuối nhá, chứ không phải action như người ta nhá. Dạ. Yeah. Yeah. Đầu tiên vào là có một đoạn nào mà thấy mình nói nhất được. Dạ. Yeah. Rồi bắt đầu mới intro.
bắt đầu mình giới thiệu kênh. Thấy chưa? Rồi, rồi 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 tắt đi tắt đi, quay trở lại số 8 trên tab thịnh hành này đây chưa? Dạ. Mình bây giờ từ nay trở đi mình xem là mỗi lần mình xem là đừng có xem một mắt thì xem nội dung, nhưng mà một mắt phải xem người ta làm như thế nào học. Dạ. Có khác của mình không? Dạ khác chứ. cứ hỏi tại sao mà mọi cái mình làm mãi không lên, tốc độ nó chậm quá, nó không cho khán giả cái gì, mà tốc độ chậm thì mình phải cho khán giả cái gì sướng liền ngay từ đầu chứ. Ok, trong clip của em không thấy có mặt em nhỉ, có clip nào mà mình phải xấu mặt ra không? Có một hai cái mà lâu rồi, còn từ khi em làm cái đường phố này thì nói chung là em đi sau camera không à. Cho thêm cái mặt của mình vào đằng trước, ví dụ như mình quay xong xuôi hết rồi rồi về trong lúc mình edit này nọ mình có thể đứng ra góc nào đấy mình nói. Hôm nay ví dụ như hôm nay mình sẽ nói về cái chợ câu, có những cái câu chuyện gì đó liên quan đến đấy cho nó giới thiệu cho người ta, giống như thằng kia nó giới thiệu tích cực quay tay vận may sẽ tới đây, tóm tắt lại ngày hôm nay sẽ nói về cái gì. Yeah. Cái khuôn mặt của em nó rất là quan trọng, cái việc người ta có đăng ký nhiều không hay không là dựa vào cái khuôn mặt của em, mà dựa vào mấy con đường này đâu, con đường yeah. người ta thích người ta xem đâu chả được, người ta muốn hay là nếu mà có thể được, có nếu mà có thể được thì em khi em làm video này bắt đầu mở đầu video thì em quay được cái mặt em vô luôn một khúc giới thiệu luôn cũng được anh ha. Được, nói chung làm sao cũng được, nói chung là giới thiệu tí. Anh chỉ ngại là tại vì em làm nhìn cái kiểu này nó hơi ngẫu hứng, thì mình phải làm theo kiểu ngược lại, sau khi mình về nhà thì mình kết luận lại là hôm nay là mình đi ngang qua, ví dụ như cái chỗ đó là điểm nhấn nhất, mình sẽ dựng video về đoạn đấy, rồi lúc đấy thì em mới đứng ra em nói. Nhiều lúc anh sợ là em đi trên đường nhiều, có nhiều cảnh nó không có chủ định nhé, dựng hình. Dạ đúng rồi. Còn nếu mà em có chủ định trước từ đầu thì tốt quá. Yeah. Nếu chủ định trước từ đầu là ngày hôm nay sẽ đi đến đúng chỗ đó quay cái đó thì tốt quá, thì giới thiệu luôn, em phải chụp hình trước, em phải cứu từ khóa trước, xem mức độ tìm kiếm của khán giả đến cái địa điểm đấy là bao nhiêu, những ai tìm kiếm, rồi bắt đầu em ra, em trước tiên là em chụp cái hình đại diện, em phải có cái tiêu đề video trước để có cái hướng đi của video của mình, xem hình trước cho nó nét trước, chứ không nhiều lúc nhiều có nhiều bạn đi quay cả ngày xong mệt mỏi xong rồi quên chụp hình, tối về dựng video như những nhóm mà tận 10 đứa đi quay chẳng hạn, xong rồi tối về lại quên chụp hình, hoặc là đến chiều quay mặt mũi phờ phạc rồi bắt đầu mới chụp hình đại diện, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi kéo xuống anh xem mấy cái thẻ tác của em đang... Thẻ tác canh Việt Kiều nhớ Sài Gòn. Mấy cái thẻ tác này em lấy đâu ra vậy? Em viết vô anh. Tự nghĩ đúng không? Dạ. Tự nghĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ nha, kéo lên đi. Bây giờ em cho chuột vào ô tìm kiếm. Này. Xóa cái chữ đấy đi. Em đánh vào chữ chợ câu anh xem nào. Chợ câu Gò Vấp à? Hay là chợ câu Sài Gòn xem nào. Chợ câu. Không có tìm kiếm luôn. Chợ câu Gò Vấp xem nào. Không có lưu lượng tìm kiếm luôn. Yeah. Rất ít. Chợ câu. Có mỗi chợ cầu không? Đây là một cái mà giống như anh nói nãy, nếu mà video của em có chủ đích từ đâu là mình nghiên cứu từ khóa, cái lưu lượng tìm kiếm có nhiều không? Đây, ví dụ như em chỉ cần hôm nay, nếu mà cái video này nếu mà em nghiên cứu từ khóa trước là thay vì em làm cái chợ cầu, em làm chợ cầu muối như ở quận nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Cái lưu lượng tìm kiếm của chợ cầu muối rất nhiều, còn cái chợ cầu của Gò Vấp kia rất ít, hầu như không thấy, thấy không? Được chưa? Dạ.
Đấy thì đấy là một cái lợi nữa của việc gọi là nghiên cứu từ khóa trước khi dựng video, trước khi quay luôn.